Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Rồng Vàng của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, hôm nay chúng ta sẽ được theo dõi phần dự thi của các thí sinh đến từ các trường trung học cơ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh. Hy vọng rằng trong chương trình hôm nay chúng ta sẽ có những cuộc giao lưu hết sức thú vị đối với các thí sinh nhỏ tuổi. Và bây giờ chương trình Rồng Vàng xin phép được bắt đầu. Câu hỏi dành cho 6 thí sinh có nội dung như sau: sắp xếp các từ sau thành 6 chữ vàng thêu trên cờ hiệu của Trần Quốc Toản. 1. Phá. 2. Báo. 3. Cương địch. 4. Hoàng Ân. Phá, cương địch, báo, Hoàng Ân. Chúng tôi nhận được câu trả lời chính xác từ máy số 1. Chúc mừng em. Chú Hùng Linh chào cháu. Cháu giới thiệu về mình cho tất cả quý vị khán giả được biết đi. Dạ, xin chào quý vị khán giả. Xin chào chú Hổ Lân. Cháu tên là Nguyễn Học Quang Vinh, học ở lớp 86 trường Nguyễn Gia Thiều. Lớp 86 trường Nguyễn Gia Thiều. Hôm nay chắc là có ba má với lại các anh chị em ở trong nhà đi không? Có bạn bè của bạn đi không? Của dạ, cháu đi không? Chỉ có ba và chú của cháu. Ba và chú của cháu. Khi dự thi chương trình này thì ba có gì căn dặn như thế nào? Dạ, ba căn dặn là nhớ là vui vẻ, tươi tỉnh, cười thật nhiều. Cười thật nhiều. Dạ. Ở nhà là cháu giống ba hay là giống má? Dạ, có người nói giống ba mà có lỗ mũi giống má. Lỗ mũi giống má. Bây giờ là chú mời cháu lên chiếc ghế này. Dạ. Cháu ngồi chắc chưa? Thấy cái ghế chắc không? Dạ rồi. Ở nhà cháu có máy vi tính giống cái máy vi tính này không? Dạ, ở nhà có máy vi tính nhưng mà không phải loại này. Chứ là loại nào? Dạ, loại để bàn thông thường thôi. Không phải loại sách tay. Loại sách tay. Dạ. Như thế là cháu sử dụng vi tính thành thạo không? Dạ, cũng trung bình nè. Không có giỏi, cũng không tới nổi. Không có giỏi nhưng không tới nổi. Dạ. Hay à. Như thế là cháu thích giống ba hay giống má? Dạ, con thích giống cả hai. Giống cả. Giống má ở tính cẩn thận và giống ba ở tính khoan dung, biết tha thứ. Hồi đó tới giờ là cháu có lên truyền hình lần nào chưa? Dạ, hồi nhỏ thì có lên, mà hồi lúc mà dưới lớp 1 khoảng mầm non thì có đi ở sinh hoạt ở đội ca thành phố. Vậy đội ca thành phố, vậy chắc cháu ca hay lắm ha. Dạ chút xíu. Hả? Lên chợ anh toàn phụ đạo không? Phụ đạo không à. Bây giờ chú mời cháu đến câu số 1 nha. Dạ. Câu số 1 bắt đầu. Hỏi số 1 có nội dung như sau: ký tự cuối cùng trong bảng chữ cái tiếng Anh là gì? 1. W. 2. Z. 3. Y. 4. X. Dạ, câu trả lời cuối cùng của con là câu trả lời số 2. Câu trả lời số 2 là câu trả lời chính xác. Chúc mừng. Mình chúc mừng. Chào bạn. Vâng, bây giờ là cháu thử đọc hết tất cả những mẫu từ tiếng Anh coi. Dạ, con sẽ, cháu sẽ cố gắng, không biết có nhớ không. A, B, C, D, E, F, G, S, A, J, K, L, M, N, O, P, Q, Q, R, S, T, U, V, W. Chắc con quên rồi. Rồi, nhớ vậy cũng dữ rồi. X, Y, Z. X, Y, Z. Vâng. Mời cháu đến với câu hỏi số 2. Câu hỏi số 2 có nội dung như sau:
triều đại phong kiến nào là triều đại phong kiến cuối cùng ở Việt Nam? 1. Nhà Trần. 2. Nhà Lý. 3. Nhà Lê. 4. Nhà Nguyễn. Dạ thưa chú Hữu Luân, con xin chọn câu trả lời số 4, nhà Nguyễn, là câu trả lời cuối cùng của con. Câu trả lời số 4 là câu trả lời chính xác. Thế cháu biết là vị vua cuối cùng của Việt Nam là ai không? Dạ, vị vua cuối cùng của Việt Nam là vua Bảo Đại. Vua Bảo Đại, quá chính xác, chúc mừng cháu. Và như thế, bạn Vinh của chúng ta đã vượt qua câu hỏi số 2 một cách rất là dễ dàng. Mời cháu đến với câu hỏi số 3. Câu hỏi số 3 có nội dung như sau. Chỉ có hai hình tứ giác có bốn cạnh bằng nhau là hình vuông và hình gì? 1. Hình bình hành. 2. Hình chữ nhật. 3. Hình thang. 4. Hình thoi. Dạ thưa chú Hữu Luân, con xin chọn câu số 2, hình chữ nhật. Không. À không, không, đúng rồi, chưa câu trả lời cuối cùng. Hết sức bình tĩnh. Đây không phải là câu trả lời cuối cùng. À đó, không phải trường hợp trả lời cuối cùng. Dạ, hình thoi, câu số 4 là câu trả lời cuối cùng của con. Chính xác, chúc mừng cháu. Đó là hình thoi. Có nhiều cháu lên đây hấp tấp, trong đầu nghĩ là hình này nhưng mà miệng nói hình khác. Do đó cho nên là cháu phải hết sức bình tĩnh. Cháu đã vượt qua câu hỏi số 3 rồi. Bây giờ mời cháu đến với câu hỏi số 4.